Bộ phim số phận bị nâng cấp, dự án phim cổ trang đầu tiên mà Yuri SNSD tham gia đã chính thức được công chiếu vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Vào vai công chúa xấu số khi trở thành quá phụ trong chính ngày cưới của mình, nhân vật Seo Ki-un của Yuri nhận về vô số lời khen ngợi và phản hồi tích cực từ khán giả. Theo đó, sự xuất hiện của ngọc trai đen trong phim được netizen đánh giá rất cao cả về ngoại hình lẫn cách diễn. Gương mặt hợp cổ trang, thần thái lại xinh đẹp, cùng nét diễn với đủ mọi cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng, căm phẫn đều được Yuri thể hiện rất tốt. Được biết, số phận bị đánh cắp kể về Bagu, một người mai mối chuyên phục vụ cho những quá phụ và kết nối họ với đối tượng mới. Trong một lần vô tình, Bagu đã bắt cóc công chúa. Đây chính là điểm nhấn của bộ phim khi Busam có nghĩa là quấn lấy. Một câu chuyện tình yêu sau đó nảy nở giữa Bagu và công chúa Seo Ki-un giấu lặt âm mưu đen tối. Cả hai phải tranh đấu để thoát khỏi số mệnh kết hôn dưới sự trói buộc của phong tục triều đại Joseon. Trong phim, Seo Ki-un Yuri được hứa hôn với con trai của kẻ thù lớn nhất của cha cô là Ji Ji-chun, Lee Jang-yeon, trong một thỏa thuận chính trị. Tuy nhiên, cô đã trở thành quá phụ trước đêm trăng mật. Cuộc sống của cô đã thay đổi khi vô tình bị Bagu bắt cóc như một con sàm. Seo Ki-un sống một cuộc đời đầy sóng gió và đầy thăng trầm, nhưng thay vì chấp nhận sự kém may mắn của mình, cô luôn mạnh mẽ và quyết tâm để kiểm soát số phận của chính mình. Đội ngũ sản xuất nhận xét, hình ảnh thanh lịch của Yuri rất phù hợp với Seo Ki-un. Cô ấy đã thể hiện xuất sắc cuộc đời đầy biến động của Seo Ki-un, bao gồm việc phải trải qua cuộc đính hôn mà bản thân không mong muốn, cho đến khi trở thành một quá phụ trẻ và bị bắt cóc. Bên cạnh đó, Bagu, Jung Il-gu thủ vai, cũng là một nhân vật bí ẩn, người phải che giấu thân phận của mình và sống trong sự nghèo khó sau khi bị giáng họa trong một âm mưu khi còn trẻ. Trong một lần nhiệm vụ chính của anh chính là kết nối những quá phụ, người không có hy vọng tái hôn với những người chồng mới. Trước đây, Jung Il-gu cũng đã tham gia nhiều bộ phim cổ trang thành công như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Người Canh Gác Bóng Đêm và Thời Đại Heechi. Lần này, để hóa thân thành nhân vật nghèo khó, anh đã nỗ lực rất nhiều để giảm cân. Nhà sản xuất cho biết, Jung Il-gu có tất cả từ giọng nói ổn định cho đến việc có thể thực hiện các cảnh quay hành động một cách xuất sắc và luôn thể hiện cảm xúc với thần thái tinh tế nhất. Hơn hết, mọi người cũng sẽ có thể thưởng thức những nét quyến rũ của một người đàn ông nam tính thông qua nhân vật của anh ấy trong phim. Nếu so sánh sự nghiệp diễn xuất với ba thành viên SNSD khác là Yuna, Soo-yeon và Choi-hyun, thì Yuri không may trở thành người được đánh giá có năng lực thường xuyên, vấp phải ý kiến trái chiều với biểu cảm đờ cứng. Nhắc tới diễn xuất của Yuri, hố đen mang tên Fashion King là huyền thoại mà bất cứ ai cũng phải nhắc tới khi nhìn lại những bộ phim thất bại thảm hại của truyền hình Hàn. Tuy nhiên, khi tham gia Ghost the Starry Night và Diffident, năng lực diễn xuất của Yuri đã tiến bộ hơn nhiều. 12 năm hoạt động K-pop, SNSD luôn là nhóm nhạc nữ thành công và nổi tiếng nhất của nhà SM. Với số thành viên kỷ lục vào thời điểm đó, mỗi mảnh ghép của SNSD đều là những nhạc sắc xinh đẹp hoàn hảo. Và cho tới tận bây giờ, khi tất cả các thành viên đều bước vào độ tuổi 30, thì nhạc sắc ấy vẫn vô cùng xinh đẹp rạng ngời. Nhắc đến SNSD ngày ấy là nghĩ ngay đến Yuna, Soo-yeon, Taeyeon, Jessica, còn cô nàng Yuri lại có phần kín tiếng. Khi mới ra mắt, Yuri chỉ được đánh giá là xinh xắn và sống mũi tự nhiên quá đẹp, còn nhan sắc thì có phần nhường bước trước 8 cô nàng còn lại. Suốt bao nhiêu năm, Yuri vẫn hoạt động như một mảnh ghép kín tiếng, nhưng góp phần không nhỏ đến tên tuổi của SNSD như ngày hôm nay. Đó là thời điểm Yuri cùng các chị em của mình mới ở độ tuổi 18, đôi 10. Còn hiện tại, khi đã trở thành quý cô tuổi 30 với danh tiếng lẫy lừng, Yuri lột xác hoàn toàn, đến phần ruột cũng choáng ngợp đến mức không thể nhận ra. Một Yuri mờ nhạt, trầm nhất SNSD, giờ đây khi chạm ngưỡng 30, nhan sắc của Yuri như lột xác hoàn toàn.